Hello anh em, lại là mình em mọi người. Xin chào anh em đam mê mai rừng nha. Em thì đang xem cảnh chuyên bán phôi mai vàng Bình Thuận. Em lên một lúc 8 giờ tối hàng ngày. Mọi người sắp xếp thời gian đón xem và ủng hộ nha. Em bán phôi mai vàng Bình Thuận. Em để số điện thoại bên trên, mã số cây ngày tháng thì em đọc trên clip luôn. Giá tiền thì em báo trên clip luôn. Anh em ưng cái nào thì gọi điện trực tiếp mình chốt nha. Em sẽ thông tin chi tiết từng cây và mã số. Anh em nghe kỹ, ưng cây nào thì nghe kỹ thông tin giúp em nha. Thì bạn này là bạn gác hello anh em cái không? Hello anh em, hôm nay anh em lên 46 cây phôi anh em. Giá tiền gì vừa thôi anh em ơi, vô chút hết lô cũng được nữa. Bạn gác chuẩn bị đi tắm trắng rồi, anh em coi chuẩn bị tâm lý nha. Thì hôm nay nhóm của em, anh em làm được 6 phôi ngon lắm anh em, hàng mới không thôi nha. Anh em vào coi ưng cái nào chốt nhanh chốt lẹ nha. Chốt đơn thì quá đơn giản anh em ơi. Ưng cái nào thì thấy số điện thoại bên trên gọi điện là chốt thôi. Phôi này phôi đầu tiên của clip này nè anh em nè. Anh em xem clip thấy hay thì nhớ like đăng ký luôn. Đấy, phôi đầu tiên co lắc gắt đúng không? Anh em cho anh em xem đế nè. Rễ đế thì khỏi phải bàn luôn nha anh em. Rễ rất là nhiều nha anh em nha. Đế rất là vững nha anh em. Chân dễ dưới đây nữa nè mọi người nè. Cái này thì nó có miếng lũa chỗ đây nè mọi người. Chỗ này hồi đó nó có chi sao nó bỏ chi này. Đấy, là mấy lũa thép luôn. Da nó tớm lành hết nha mọi người. Này, da nó lành lên hết luôn nè. Đấy, đã lành nha mọi người nha. Cái này đã lũa thép rồi nha mọi người. Có cái co cực kỳ gắt luôn. Chỗ đây nó có lũa cái chi nó lành lại luôn. Đấy, cây cực kỳ gắt. Có cái cành rất đẹp luôn anh em à. Rồi mã số 1 hôm nay anh em xem thông tin nha, để chốt hàng nha. Vành 31. Cao 63. Bây giờ của nó là 70. Cốc thăng 39. Bầu dài 40 giúp anh em ơi. Rồi cây mã số 1 này em xin giao lưu với anh em 1600k bao ship, anh em sưu tầm ủng hộ nha. Chốt đơn anh em, chỉ 1600 có cây mai đẹp chơi. Co lắc cực kỳ gắt luôn anh em. Nhìn ở trên nhìn xuống nè, gắt lắm không? Đấy. Cây như này mà em chơi chơi cây nào nữa. Rồi, mọi người ơi, cây mã số 2 nha mọi người. Cây này rất là đẹp luôn, cây này bộ chi đẹp lắm. Nhìn xíu nữa đó. Đây anh em nè, cây này mới về chiều hôm nay luôn em. Đấy, bộ chi bộ đế thì bao phê nha. Cây bộ chi rất là đẹp luôn. Xay dòng anh em coi. Chi lùa rất là đẹp nha. Cây này thì nó có một miếng lũa chỗ đây, lũa thép nha anh em. Đã lành hết rồi nha. Da tớm hết. Cây này rễ đế rất là ok luôn. Chỗ này nó có một cái chân dễ nằm ở dưới đây xíu nè anh em nè. Cây này ở trên thì sạch, không tì vết, chi đẹp. Mời anh em xem thông số mã số 2 nha. Vành 31. Cao 56. Đó chị, bây giờ của nó là 48. Bầu dài 34 giúp anh em ơi. Rồi mọi người ơi, cây mã số 2 này xin giao lưu với anh em 800k bao ship, anh em sưu tầm ủng hộ. Bữa nào em có cách quay máy rồi anh em xem tham khảo. Rồi mọi người ơi, xin giao lưu với anh em một phôi nữa. Phôi mã số 3 anh em à. Đấy. Kê chân này lên. Chừng nó đổ quá nó đẹp á. À. Mã số 3 nha anh em. Cây này có bộ chi lù đổ xuống anh em à. Nhưng mà chân dễ này nó nằm trên nè. Đấy. Chân dễ đây. Dễ con đây. Bốn chân bấm xuống, chân dễ này có mình có thể khai thác lên tới đây luôn nha anh em. Chân dễ xuống đáy luôn, chân dễ này cũng vậy luôn. Mình có thể chơi cái bay thì mình khai thác thêm. Chơi cái nửa thác thì chơi vậy cũng được. Cây nó có một miếng thẹo lũa đây. Đấy. Bốn chì léo nhau lù ra.
chậm thôi các. Rất là ok nha anh em. Cây này chi mịn về chỉ chơi thôi. Đấy, mời anh em xem thông số cây mã số 3 nha anh em. Vành 33. Cao 39. Độ xuống của nó là 55. Bầu dài 43. Chúc anh em ơi. Cây mã số 3 xin giao lưu với anh em 1400k vào ship. Anh em sưu tầm ủng hộ nha. Cây đế rất là vẩn nha anh em. Về khai thác xuống. Khai thác xuống tới đây nè. Nó đẹp. Rồi, mời anh em vào việc. Rồi mọi người ơi, một phôi mã số 4 nha anh em. Phôi mã số 4, anh em coi rễ đế nè anh em. Rễ đế bao nhiêu luôn nha. Rễ cực kỳ nhiều luôn. Cây nó có miếng thèo lũ chỗ đây nè mọi người nè. Đấy, chỗ đây miếng thèo nhỏ nữa thôi. Cây này bò ra khỏi miền chậu nha anh em. Hồi đầu lại. Ba chi. Dạ. Cây đinh ba của chư bác giới á. Chư bác giới lượng. Bút chân lượng. Hoành 27. Cao 66. Bộ dài 39. Cây mã số 4. 700k bao ship, mời anh em sưu tầm ủng hộ nha. Hàng đẹp mà giá sinh viên nữa. Mà không chơi chơi gì nữa trời. Gần Tết rồi coi mua về đóng bo vô chơi anh em à. Tết này chuẩn bị có bo nè. Mua về là mình dứt luôn. Cây bên đó đúng rồi. Điền chân đó. Đó đúng rồi. Em kêu một miếng cho đây nhẹ nữa. Nó mới giữ được. Rồi mọi người. Cây mã số 5 nha anh em. Cây này co lắc. Rễ đế tạm được. Rễ đế thì nhìn rất là vững nha anh em nha. À, ba chân bấm xuống. Nhưng mà cây này rễ hơi yếu nha anh em. Chỗ này chia rễ ra nè. Đấy, cây co lắc rất là gắt luôn. Ha. Chỗ này có găng gú nữa. Cây này cành hơi tường tí. Cây này mà cành rút lại tí nó mới đẹp. Chỗ này nó có cục u nha anh em. Đấy, có cái yếm. Rồi anh em xem thông số cây mã số 5 này nha. Cây lực đấy anh em à. Vành 29. Cao 94. Bầu dài 38. Đo cho cái yếm vành như vành 50. Chỗ yếm của vành là 37. Ồ vậy hả? Trời, tưởng vành 50 chứ. Rồi anh em, cây mã số 5 xin giao lưu với anh em 1000k bao ship nha anh em sưu tầm. Cây găng gú, cây có lắc rất là độc luôn. Vào việc. Chỉ 1000k là có một cây mai rừng Bình Thuận chơi nha anh em nha. Ồ. Lành gú. Tiếp tục anh em xin giao lưu với anh em một phôi mã số 6 hôm nay. Phôi này phôi cuối cùng clip này nha anh em nha. Cây này rễ đế thì bao rễ cho anh em luôn, rễ rất là nhiều nha. Rễ đầy trên chậu luôn anh em à. Đấy. Cây này nó có miếng lũa thép cho đây nè mọi người. Chỗ này có một lũa nữa. Đấy, dàn chi bao đẹp, dốc ngọn, chi mịn nha. Cây này có găng khế nha anh em nha. Đấy, găng khế nè. Ok. Mời anh em xem thông số cái này. Cây này hơi bị nặng nha anh em, 50kg. Vành 34. Cao 101. Bầu dài 45. Dứt anh em ơi. Rồi cây cuối cùng, cây mã số 6 này em xin giao lưu với anh em 900k bao ship. Anh em sưu tầm ủng hộ. Cây này thoát thân nhiêu các? Thoát thân là 52. Rồi mời anh em nha. Rồi cảm ơn anh em theo dõi clip luôn. Chúc anh em một buổi tối vui vẻ. Hẹn gặp lại anh em. Tạm biệt anh em nha. Tạm biệt anh em. Hẹn gặp lại anh em những video kế tiếp nha.